gửi cho anh chị đang quan tâm đến những cái dòng cân sức khỏe Tanita của Nhật anh chị ha. Trên thị trường có rất nhiều cái dòng cân điện tử để cân sức khỏe, giá rẻ lắm, từ 100.000, 200.000 cho đến có những cái dòng cân chuyên dụng, cân phân tích lượng mỡ thừa chẳng hạn thì nó tới 2 triệu mấy. Thì ở đây chỉ cần tới Gia Phát gửi đó nha các chị, những cái dòng cân cơ bản thôi, những dòng cân Tanita của Nhật, và nó chỉ có thể hiện cái chức năng là cân trọng lượng. Thì đây là những dòng cân gần như là phổ biến nhất như của Tanita của Nhật. Một khi mà anh chị chọn đã chọn cái dòng cân Tanita của Nhật rồi á thì hoàn toàn yên tâm về sự chuẩn xác, cái độ bền theo thời gian của những dòng cân này. Thì trong video lúc này thì cân tử Gia Phát sẽ chia sẻ với những anh chị là ba cái dòng cân. Đây là dòng cân Tanita KD378 màu đen tuyền luôn, rồi Tanita HD661 và đây là HD381. Thì trên YouTube thì cân tử Gia Phát cũng đã chia sẻ với anh chị về một cái dòng cân đó là HD380 rồi. Thì ở đây thì nó cũng tương tự như HD381 đây thôi, cho nên là trong cái video này nó chỉ xuất hiện ba cái dòng cân thôi. Thì tùy theo cái mục đích sử dụng, có hoàn cảnh sử dụng mà mình có thể chọn một trong ba chị ha. Đầu tiên đi là cái dòng cân HD378 này, nó bằng kính cường lực màu đen tuyền, cho nên ai thích cái màu lịch lãm này thì mình có thể chọn cái dòng cân 381 này. Maximum của dòng cân này nó là 150 kg, cái mặt kính của nó là mặt kính cường lực anh chị ha. Và để ý cái góc bo rất là nhọn, góc bo đây rất là nhọn. Rồi thì bây giờ cái thao tác sử dụng nó như thế nào, đơn giản lắm anh chị, chỉ việc khui cân ra khỏi cái thùng rồi mình đứng lên cân thôi. Với cái dòng cân này nó chỉ đơn giản là lấy ra và đứng lên cân chứ không cần đánh thức gì cả. Rồi bây giờ mình sẽ đứng lên cân thử nào. Đây, một anh thanh niên thứ nhất lập tức nó hiện ra số ký này, ví dụ ảnh này 59.1, mà khi mà nó đã ổn định số rồi nó sẽ chớp chớp như thế này và là báo số ký cho ảnh đó là 59.1 anh chị ha. Rồi còn muốn tắt cân này thì cũng không cần phải nhấn giữ gì cả, nó sẽ tự động nó tắt cân cho mình đi để thể hiện cái chức năng là tiết kiệm pin đó anh chị thấy ha. Sau khi mà nó chớp chớp khoảng vài lần á thì cân nó lập tức nó off và nó ngủ và mình đem cất thôi chứ mình không cần phải tắt mở gì cả, cân nó tự động cất dậy, tự động cân xong và tự động tắt. Rồi nếu anh chị nào mà thích cái màu đen tuyền này thì mình có thể chọn cái dòng cân 378 này anh chị ha. Rồi còn dòng cân thứ hai là HD661. Thì dòng cân này thì nó được thiết kế bằng nhựa cứng ABS và cái đặc điểm của nó là góc bo rất là bầu. Cho những anh chị nào mà trong gia đình mà có em bé nhỏ mà để muốn an toàn cho những em bé, để em bé có thể bưng cái cân đi chơi á, thì lỡ như mà nó có rớt xuống nền á thì nó cũng an toàn hơn. Cho nên những anh gia đình nào mà có em bé thì mình có thể là mình sẽ thiên về cái dòng cân này. Rồi thì em sẽ nhờ một anh thanh niên khác anh đứng về cái cân này, thì cũng đừng khi mà dùng cái cân này thì mình cũng lấy cân ra và đứng ra thôi. Và đây 61.2 kg là trọng lượng của anh, và khi mà cân xong thì nó ổn định số thì nó sẽ chớp chớp như vậy, nó báo cho mình con số và cái trọng lượng của mình. Rồi với dòng cân này này thì những anh chị gia đình nào mà có em bé thì mình có thể nghĩ ngay đến dòng cân HD661 này. Nó bằng nhựa cứng nhưng mà nó lại góc bo, nó lại bo tròn nhiều hơn, cho nên nó an toàn hơn cho những em bé nhỏ. Và khi nào cân xong nó tự động nó ốp như vậy chị ạ, mình không cần tắt gì cả, nó được tự động tắt luôn. Rồi bây giờ chúng ta bước sang dòng cân thứ ba, đó là dòng cân HD381. Rồi thì dòng cân này cũng là mặt kính cường lực luôn ha. Thì nhưng mà cái vẻ của kính cường lực này nó dày hơn cái anh màu đen HD378, anh kính này dày hơn anh này, cho nên là xét về độ kiên cố thì anh này còn tốt hơn. Rồi và một đặc điểm nữa là cái màn hình LCD nè, màn hình số á, nó to hơn. Rồi riêng với cái dòng cân này nè, mà mình muốn cân á thì mình đánh thức nó vậy, đánh thức cách mình gõ cốc cốc. Nếu mà gõ mà nó chưa thức á, mình gõ mạnh lên là cân nó lập tức nó thức, và đến khi nào nó hiển thị 0.0 như nè là mình mới cân anh chị ha. Rồi lúc này thì một anh thanh niên khác anh sẽ đứng lên cân, và ảnh là 60.2 kg. Thì lúc này cân xong nó sẽ chớp chớp như thế này là nó báo mình con số. Thì với cái dòng cân này nè thì cái màn hình số nó LCD á, gần như nó lớn hơn cả so với ba cái cân này. Trong ba cái cân này thì cái anh LCD HD381 này nè, màn hình LCD lớn nhất. Cho những anh chị phụ huynh nào mà cần một cái cân á, mà có con số nó
to, nó rõ thì mình có thể nghĩ ngay đến cái dòng HD381 này anh chị ha. Và cân xong thì tự động nó sẽ tắt pin thôi. Rồi, và xem xong video clip này mà anh chị cảm thấy cái cân này, ba cái cân này anh chị vừa ý cái cân nào thì có thể là liên lạc nhanh đến cân tự gia phát anh chị ha. Thì cân tự gia phát sẽ miễn phí giao hàng tận nơi đến anh chị, bảo hành 12 tháng luôn, anh chị yên tâm ha. Rồi, số điện thoại hotline 0909 899 833 vẫn là luôn là số hotline quen thuộc của công ty cân tự gia phát, và bất cứ lúc nào anh chị cần đến cân sức khỏe hãy liên lạc nhanh đến cân tự gia phát anh chị nhé. Cảm ơn anh chị nhiều ạ. Thank you.